quý vị, doanh thu bán lẻ hàng hóa 9 tháng năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tăng hơn 13% so với cùng kỳ năm 2022. Một số mặt hàng có doanh thu tăng cao như lương thực thực phẩm, đồ dùng, dụng cụ, thiết bị gia đình, vật phẩm, văn hóa, giáo dục và xăng dầu. Trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu hiện có 79 chợ, 5 trung tâm thương mại, 13 siêu thị và hơn 150 cửa hàng thuộc chuỗi cửa hàng bán lẻ. Trong tháng 9 và 9 tháng năm 2023, có những kỳ nghỉ lễ dài ngày, dịp nghỉ hè và đầu năm học mới dẫn đến sức mua sắm tiêu dùng tăng cao. Giá cả thị trường trong tháng 9 tăng nhẹ 0,51%, lũy kế bình quân 9 tháng tăng 2,45% so với cùng kỳ năm 2022. Tuy nhiên không xảy ra hiện tượng tăng giá bất thường. Dự báo từ đây cho đến cuối năm, nhu cầu mua sắm của người dân tiếp tục tăng. Để phòng ngừa kiểm soát tình trạng tăng giá tùy tiện, ngành công thương Bà Rịa Vũng Tàu càng tăng cường kiểm soát nguồn cung, dự báo kịp thời nhu cầu để chủ động phương án hoặc có biện pháp đảm bảo cân đối cung cầu, ổn định thị trường, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng gây tăng giá đột biến.